Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video nội dung khác. Các bạn nghe những cái vụ bán dâm lên đến hàng nghìn đô chưa? Có rồi đúng không? Và hôm nay chúng tôi sẽ dẫn các bạn đi chơi gái với giá nghìn đô luôn. Đi chơi gái nghìn đô luôn. Đi chơi gái nghìn đô. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi, sẽ chơi ngay tại đây cho các bạn xem. Lột quần áo em gái Nhật nghìn đô luôn, tại đây cho bạn xem. Toàn thật rồi bố em mà. Thôi, ngày này thanh thiên bạch nhật các bạn ạ. Như này, gái này gọi là gái đứng đường thôi, không chịu giá nghìn đô được. Gái nghìn đô phải đi theo tôi, đi vào trong này đấy. Let's go. Các bạn có thể thấy được, trước mặt quý vị đây là em gái Nhật Bản. Nguyên chiếc Nhật Bản. Các bạn xem phim GV đúng không? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Đúng không? Hôm nay mình sẽ lột quần áo em nó ra cho bạn xem gái nghìn đô như thế nào. Thật sự luôn, quá cảm xúc các bạn. Chưa bao giờ chơi gái nghìn đô. Này, ôi ơi. Đây các bạn có thể thấy được, em nó mình đã vật em nó nằm ra rồi. Cởi quần áo em nó luôn, không để cho các bạn chờ lâu nữa. Và chúng tôi sẽ lột quần áo. Đây, còn tờ ring luôn các bạn nhá. Còn tờ ring luôn, 3 cái tờ ring này. Đấy, các bạn thấy không? 1 tờ ring, 2 tờ ring, 3 tờ ring, 4 tờ ring. Bóc ring em nó luôn. Bóc nhở? Cắt luôn. Cởi quần này. Cởi quần này. Cởi cúc quần này. Ok. Đây nhá, mình cũng tò mò như các bạn luôn, chưa biết phải cởi quần em nó từ đâu. Chắc chắn là như này. Ok. Cởi tiếp quần này. Kéo xét quần này. Thế ông im mẹ ám bộ đi. Tụt quần này. Tụt quần. Cởi áo trong này. Tụt quai áo lót này. Tụt quai áo lót này. Chưa được. Ôi. Nào, nhắm mắt lại. Chưa. Nhắm mắt lại anh em. Ê, chưa. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Chuẩn bị 1, 2, yeah. Chưa, vẫn chưa lộ. Từ từ anh em ạ, từ từ cảm nhận. Nào, xem từ đâu xem đây nhá. Nào. Wow. Ôi, sướng quá. Thề các bạn luôn, cảm xúc dã man luôn. Chưa bao giờ nghĩ mình được unboxing luôn, unboxing nhá các bạn nhá. SRM 520S. SRM các bạn ạ. Con này đúng là chỉ dành cho châu Âu. Tỏ quá. Gái Nhật mà lại xuất châu Âu thế này thì đúng là mấy thằng châu Âu nó to các bạn ạ. Nên là phải chơi cái hạng này nó mới đủ đô. Có cái gì nào? Nào. Từ từ nhá, khám phá phụ kiện nhá. Cái máng chắn này. Đó, một cái máng chắn này. Nhám vào đây. Ôi, đầu bò nó bọc kỹ chưa này. Đấy. Ôi, có phụ kiện nhớ gì nào. Một cái mông cước tự rút nha anh em nhá. Mông cước xịn luôn. Trong này có cước gai luôn. Có 2 cái gì này, mình chả biết cái gì này. 3 cái gì này. Kính này. Đó. Sách hướng dẫn này. Xịn chưa? Đỉnh của gióp. Ui cái dây đèo má ơi. Mẹ to dã man. Như bia mộ. To kinh khủng khiếp. Mẹ dây đèo thì dã man các bạn. Mình sẽ quyết tâm phá này ra. Luống cuống các bạn, lần đầu tiên làm chuyện đấy rất là luống cuống. Đấy, từ từ. Wow. Wow. Và tổ bố luôn các bạn ạ. Gọn gàng. Rồi, từ đã, mình đẩy cái hộp ra nhá. Lôi ra nó dễ nhá anh em nhá. Cởi áo xong rồi, không biết làm nào đấy. Xịch. Rồi. Trước mắt quý vị các bạn, đây là một chiếc máy cắt cỏ Echo. Mình bắt đầu review nghiêm túc nha, không có linh tinh như vừa nãy nữa. Các bạn có thể thấy được đây là lần đầu tiên mình được mở khui thùng một chiếc máy cắt cỏ Echo SRM520. Thật sự luôn, đây là một trong những cái model mà rất được nhiều người ngưỡng mộ. Các bạn biết rằng Echo nó là một cái thương hiệu đỉnh cao của Nhật, đến từ Nhật Bản. Và những cái dòng Echo SRM520 này nó là chùm cuối rồi. Chùm cuối của hãng Echo các bạn nhé. Echo là sản xuất tại Nhật, nó là đẳng cấp thế giới. Mà con này gần như là gọi là chùm cuối của Echo rồi. Không có con nào đẳng cấp hơn con 520 này nữa. 520 đẳng cấp nhất rồi. Và các bạn có thể hiểu được là đối với những cái dòng này, máy này nó chỉ chuyên xuất riêng cho thị trường châu Âu thôi. Nó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp luôn. Nó là những cái con át chiến lược của Echo. Khi mà đánh vào thị trường châu Âu, cạnh tranh trực tiếp với cả các hãng như là Estin. Và nó đánh trực tiếp với cả cái model Estin FS 560 và Husqvarna 555 nha các bạn nhá. Các bạn nghe những cái mẫu Estin như là FS 250 ấy, hoặc là Husqvarna 541 ấy, thì cái dòng đấy nhưng chỉ xuất sang châu Á thôi, bởi vì giá thành rẻ. Còn những cái dòng đấy mà xuất sang châu Âu thì không có cửa. Estin nó có thị trường châu Âu bởi những cái dòng sản phẩm 560 và 555 các bạn nhá. Và Echo nó là xuất sang thị trường châu Âu, tức là mang sang thị trường châu Âu đánh nhau là mẫu này, chính là SR520. Và các bạn có thể thấy được hình thức của nó cũng như cái kết cấu của nó cực kỳ khủng lồ. Cái dòng này thì các bạn có thể check giá một cách rất là nhanh. Các bạn check là Echo SRM520S thì nó có mức giá tại châu Âu khoảng tầm 1.000 đô nhá. Không điều thế nào. Các bạn chỉ cần check thôi. Bây giờ thời đại thông tin nó rất là phẳng, nên là các bạn chỉ cần Google một phát luôn là nó sẽ ra luôn giá của con Echo SR520 này. 520 thì các bạn nghe cái thông tin thì các bạn cũng đoán, nghe các bạn nghe mã thì các bạn đoán dung tích đúng không ạ? Nó là 50,2cc. Dòng máy này thì một số bác bảo là công suất nó không lớn hơn TJ53, chuẩn luôn. Nó không phải công suất lớn hơn TJ53, nhưng nó khác ở cái độ bền, cái chất của Nhật, cái chất lượng của những cái chi tiết sản xuất, và nó là hàng đồng bộ nguyên chiếc, cũng như là cái độ bền của nó, tinh xảo của nó, cái chi tiết của nó hoàn thiện cực kỳ chính xác luôn. Do đó thì các bạn phải hiểu là để xuất được một dòng sản phẩm sang châu Âu không hề đơn giản, nhé. Và Echo 520 nó là dòng chiến lược. Đây các bạn có thể thấy được này, nó thiết kế cực kỳ tinh tế luôn. Đây là phần tay cầm này, anh em nhìn những cái miếng này bằng nhôm đặc hết này, cực kỳ dày và chắc chắn, có thể xoay được các hướng khác nhau để phù hợp với cả thể trạng của từng người. Đây các bạn thấy không, thao tác chỉ bằng tay thôi, quá đỉnh rồi. Ok, các bạn nhìn này, cái phần tay cầm này cực kỳ chắc chắn luôn nhá, cực kỳ chắc chắn này, nhẹ dã man luôn, công tắc ở vị trí này luôn. Đây phần đầu máy anh em xem, mình sẽ để cho các bạn nhìn một cách kỹ càng hơn. Echo SRM đẹp chưa? Đẹp kinh khủng khiếp luôn, nhưng mà đẹp bình thường. Con này sản xuất năm 2017 các bạn nhé. Đây. Mình mua được chiếc này sản xuất năm 2017 này các bạn này. Yamabico Corporation này. Đây này, Atlantic này, Breed này, Limited này. Đấy các bạn thấy chưa? Đây sản xuất tại Tokyo, Japan này. Này, EU này. 2017. Yamabico của Japan Technology. Đấy, tập đoàn Yamabico luôn nhá các bạn nhá. Con này thì quá đỉnh luôn. Phần áo bô nó rời ra này để các bạn có thể thay được này. Phần áo chế hòa khí này, chụp giật trợ lực này, kinh khủng khiếp, siêu đỉnh con này. Các bạn có thể thấy được cái phần tay cầm của nó này, để các bạn đeo sách đi cũng rất là tiện nhá. Bình thường những cái chiếc máy bình thường nó không bao giờ có. Đây là các bạn nhá, sách đi rất là tiện này. Đó, nó tính rất là kỹ luôn, ống cần như này 28 ly nha các bạn nhé. Cái phần này là phần bọc ngoài thôi. Con này có trợ lực nhá. Chế hỏa khí của nó là chế quam rồ, chế dạng như chế cưa đấy. Đây các bạn vào xem chi tiết hơn. Vẫn có bú bơm xăng như bình thường nhá. Mặt này là mặt tum liền này. Đây các bạn nhìn phần từ dưới này, nó liền lên khối rất đẹp. Cái màu Cái màu áo phần ốp giật này nó hơi khác màu áo của phần xi lanh, đúng không? Cái này màu cảm giác cà rốt, cái này cảm giác cam tươi sáng hơn. Nên nhiều bác cứ tưởng là nó bị bạc màu, nhưng thực ra không phải đâu nhá. Máy mới tinh lấy ra bạc màu. Đây, 2017. Xuất sắc luôn. Đây, chế hòa khí đây. Anh em nhìn vào chế hòa khí không? Đây, chế hòa khí dạng chế cưa này, chính xác là chế cưa luôn, chế dạng chế cưa luôn này. Wamro này. Hai kim nó sẽ có L với H này. Hai kim này. Này. Mặt này đẹp chưa? Phần này bằng mặt này bằng nhôm hết nhé, kim hết nhé anh em nhé, liền luôn. Đây gọi là hàng nhập nguyên chiếc ECHO SRM520S. Đó, đây các bạn nhìn đầu bò này. Đầu bò này thì bao giờ mới hỏng? Đầu bò 28 nhé các bạn nhé. Ống cần 28. Ti này là ti 8 ly. Đầu bò này mình nghĩ là 9 răng. Khá phổ thông, anh em thay đồ đầu bò này thì sẵn luôn nhá. Đẹp, nói chung là miễn bàn luôn. Con này thì mình đã tìm hiểu thông số của nó. Mình không biết chính xác quả piston là bao nhiêu ly, nhưng mình nghĩ tầm 43, 44 ly. Đây, các bạn thấy không? Phần dây đeo này. Đỉnh của lóp luôn. Rồi, ok, mình đã lột áo, quần áo của em nó ra để cho các bạn xem ở bên trong, đánh giá qua về hình thức và cũng như để cho các bạn mở mang thêm hiểu biết. Xem một chiếc máy mà cắt cỏ ở bên châu Âu người ta sử dụng là như thế nào, chất lượng của nó ra làm sao, và cái tầm đẳng cấp của những cái dòng máy này nó như thế nào. Bình thường thực sự luôn, ở Việt Nam mình rất là hiếm có thể tiếp cận những cái máy như thế này. Giá của nó bên châu Âu rất đắt, nhưng mà cái hai con này mình mua được giá khá là hợp lý. Thứ nhất là mình biết là mua những cái dòng máy này về thật sự sẽ rất khó bán, bởi vì giá cả nó quá cao so với mức tài chính chung của người tiêu dùng Việt Nam mình. Nhưng mà thật sự luôn, mình cũng rất thích về những cái dòng máy, thấy những cái dòng máy lạ mình rất là thích luôn. Nên là mình cũng sẵn sàng nhập về để cho các bạn có thể chiêm ngưỡng và thưởng lãm đối với những cái dòng này. Những dòng này thì giá của nó chắc chắn là trên 10 triệu nhá, dưới 10 triệu các bạn không động vào đâu. Trên 10 triệu, còn chính xác ở châu Âu nó rơi vào tầm gần 1.000 đô đấy. Còn những dòng này thật sự luôn mình cũng không khuyên các bạn mua, không khuyên luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là đồ đạc những con này hỏng thì sẽ không có đồ thay. Rồi là giá của nó quá đắt. Đồng ý là nó tốt nhưng mà cái gì nó cũng sẽ hỏng, đúng không ạ? Và các bạn nghĩ là khi mà nó hỏng thì đồ đạc của nó sẽ khó thay. Nhưng mà nó chỉ là phần hơi, phần điện. Thì điện thì mình nghĩ là không hỏng được. Phần hơi thì các bạn nếu pha nhớt chuẩn thì cũng ok. Chế này thì theo mình nghĩ là có. Còn tất cả các chi tiết khác thì về phần cần thì mình cũng nghĩ là có thôi. Nhưng mà vẫn không tự tin lắm về tất cả phụ tùng của con này. Đó, nếu các bạn mà thích, mà đam mê có thể là vẫn mua cũng được, nhưng theo mình thì mình cũng, nếu mà mình muốn trải nghiệm những cái dòng máy chất lượng thì mình cũng sẽ mua thử chiếc máy này như thế nào. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hy vọng rằng cái video này các bạn đã thấy được về tổng quan chiếc máy này như thế nào. Mai thì mình sẽ có một cái video test thử chiếc máy này cho các bạn xem. Lát nữa mình sẽ nổ thử để cho các bạn nghe cảm nhận đánh giá tiếng máy, để các bạn nghe biết tiếng máy của một con ECHO SRM520S thì như nào. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn. Nhớ đăng ký, like, subscribe kênh. Mình đã rất là mất thời gian, tiền bạc đầu tư ra những chiếc máy này, thì các bạn tiếc gì một like, một subscribe, đúng không ạ? Rồi, một lần nữa thì cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Hy vọng mình sẽ có cơ hội được tiếp cận những cái con máy, ví dụ như Estin FS 560, chùm cuối của Estin hoặc chùm cuối của Husqvarna 555, để có thể mang được đến cho các bạn tham khảo những cái dòng máy chất lượng tốt hơn. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký, like, subscribe kênh nhá. như sport luôn.